Trời ơi. Yeah. À, sẽ vòng vòng luôn. Ryan ngồi bấm tivi nè cô chú ơi. Ryan còn một tuần nữa là 10 tháng tuổi rồi cô chú ơi. À, Ryan hăng hái cảo nè cô chú ơi. Ryan eating dumpling. Ngon quá, há cảo của mình ngon quá ta. Wow, so yummy. So yummy. It's so cute. Leave me too. Yeah. Wow, he likes it. Oh jeez. He loves meat. Wow, há cảo ngon quá, yummy quá Ryan ơi. Yummy. Yummy quá. Ơi, rồi dục cái há cảo của mẹ. Dục cái há cảo của mẹ rồi. Ryan thích ăn vỏ há cảo hả con? Ngon không? Ryan mới được mẹ cắt tóc cho. Nhìn ngố quá ông bà cô chú ơi. Tóc con dài rồi nên mẹ con cắt ngắn cho con nè. À, mình tập nú hả con? Ryan đang ăn chiếc banh tập nú. Đã không? Cắn đã cái miệng không? Nú, nú, bắt đầu hả? À, ngon quá hả? Ăn trái banh của mình ngon quá hả con? Nè, cho nè. Ngon quá, cái nấm vú của mình ngon quá. Ryan ơi, Ryan ơi. Ryan đang ngồi ăn với ba rồi. Ba mình đút cho ăn thích quá nha. Trời quá. Ryan cầm muỗng ăn rồi cô chú ơi. Hôm nay Ryan được mẹ cắt cho một cái quả đầu. Mái ngố. Đôi nghiệp. Bởi vì anh đeo lên nè. Anh đeo lên tóc quăn nè. Cắt kiểu nào thì nó cũng tự quăn lên. Còn Ryan nó tóc thẳng nên là Phương cắt cho một quả là một phát hoặc là thành cái mái ngố luôn. Nhìn ngố hết sức ngố. Nhìn mắc cười quá à. Ryan ơi, nhìn giống cậu bé bút chì quá à. Giỡn với bà dữ vậy ra. Chơi trời ơi, giỡn. Trời ơi. Trời ơi. Okay, first time eating eggplant. Eggplant here. Da 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 da. Pretty good. Pretty normal. Pretty good. You like it. Great job. He likes it. Yesterday, my friends and I went to the park. For a snack, we brought eggs. We ate them. Delicious. Let's clap to the beat and count to 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5. Hôm nay mẹ cho Ryan ăn gì đây? Ăn bánh canh gà, udon gà với lại củ rền nha. Giỏi! First time eating udon. Good job! Ngon không con? Mình ăn cơm với ba của mình nè. Con dòm cái gì đó? Dòm cái chân của ba hả? Khóa dòm cái chân của ba nè, ăn nè. À, giỏi. Đổ rồi. Good job baby, awesome. Wow, mẹ mình làm đồ ăn cho mình ngon quá ta. Udon. Ryan bữa giờ ăn cháo rây hoài, Ryan ngán rồi. Bây giờ mẹ đổi mì nè, udon nè, rồi hủ tiếu nè cho ăn. Gà nè con. Giỏi. Yummy. Giỏi. Hôm nay Ryan được 9 tháng 3 tuần rồi. Còn một tuần nữa là con được 10 tháng rồi ông bà cô chú ơi. Thời gian nhanh ghê luôn. Mới hôm nào đẻ Ryan ra có chút xíu. Này, mình nhìn ba mình ăn ha. Ngon không? Bánh canh gà ngon không? Yummy? Is it yummy? Giỏi. Ryan quậy quá nè cô chú ơi. Ryan quậy vòng rồi. Trời ơi, phun nước miếng quá chừng. Hello. Chơi vui quá ta. Chơi đi. À. Đúng rồi, bắt chước mẹ giỏi. Giỏi. Trời ơi, ăn luôn con ngựa luôn. Nhúng đi. Rồi anh nhúng đi. Yeah. À, sẽ vòng vòng luôn. Ngắm cảnh đi. Rồi anh ngồi bấm tivi nè cô chú ơi. Rồi anh nghe bài này chán quá. Anh bấm remote rồi. Trả mẹ cái remote nè, con tắt tiếng rồi đây đây. Để mẹ mở tiếng lại cho. Trời ơi, nó bấm. Đây. Lấy tay bấm rồi biết nhìn lên tivi coi có phản ứng gì không nữa. Nè anh mắc cười quá ra anh ơi. À, nói cái gì vậy? Ôi trời ơi, dữ không? Dữ không? Wow. Dữ quá, dữ quá. Anh dữ quá. Ra nên còn một tuần nữa là 10 tháng tuổi rồi cô chú ơi. Con nằm cái tướng nè, nằm ở giường của ba mẹ chơi kìa. Rồi anh ơi, mẹ đi qua đây mẹ quay con nha. Ryan ơi, Ryan ơi, Ryan ơi. Hello. Buồn ngủ hay gì? Buồn ngủ rồi. Buồn ngủ rồi. Bé của mẹ buồn ngủ rồi. Bé ơi. Voi con ơi. Voi con ơi, mau lớn nhanh có đời nhà ta. Em bé ơi, em bé ơi. Em bé lật rồi. Té rồi, té rồi, té rồi. Éo, té nữa rồi. Tụi nằm còn gác chân lên mẹ nữa chứ. Coi coi. Đâu, đạp mẹ hả? Làm gì vậy? Làm gì lấy nắm vú ra vậy? Lấy nắm vú ra rồi bỏ vô, con mắc cười quá à. Coi ra anh kìa ba. Quậy nè, siêu quậy nè. Bàn tay của anh mà dễ thương quá vậy. Nè, bây giờ sanh ra rồi vẫn đạp vô bụng của mẹ nữa. Đó. Đạp mẹ bình đau bụng luôn. Đạp từ lúc trong bụng mẹ. Bây giờ đẻ ra rồi cũng đạp mẹ tiếp nữa hả? Đây ơi.